phân loại bê a dễ tìm dễ kiếm hôm ra bên lề. Từ thành thị tới thôn quê bao nhiêu rác nhựa không mà phê nhập vào, rác nhựa phân hủy rất lâu, vậy nên hạn chế nhu cầu dùng ngay. Chuyện dùng thứ khác rất mê, không dùng đồ nhựa hả hay trong lòng này đây. Chiếc bát sáng trong cũng là chai lọ tím xanh sắc hồng. À ơi, chứ mấy điều nhắn gửi cùng ai, muốn cho cuộc sống xanh tươi lâu dài. À ơi, vợ xanh sạch đẹp trong ngoài, môi trường lành mạnh, tương lai chúng mình. Đẹp sao kỷ niệm lung linh, muôn màu muôn sắc làm từ thủy tinh. Tình yêu đẹp từ bức hình ghép trong những chiếc khung xinh tuyệt vời. Vì vu du lịch muôn nơi, mang theo túi vải thay thời ni lông. Thủy tinh vải vóc tiêu dùng thay dần rác nhựa, môi trường sạch trong. Quyết tâm trên khắp mọi vùng, khắp nơi phố thị xã phường thi đua. Như một lần chẳng dùng chẳng mua, thủy tinh vải vóc chẳng thua kém mà. Vì một cuộc sống vinh hoa, không còn rác nhựa gần xa nhắn cùng. Giữ cho xanh sạch mọi vùng, môi trường lành mạnh, ta cùng